Đây nha các bạn ơi, đây này, tuyển cát hôm nay lại hút lại, tiếp tục lại các bạn nhá. Tiến sát bờ này các bác ơi, tiến sát bờ này, tiến sát bờ này. Tiến sát bờ này. Đây này các bạn ơi, thuyền cát lại hút tiếp tục sát bờ này các bạn ơi. Đây này các bạn nhá, tiếp tục lại sát bờ luôn này. Các bạn ơi, đây này, đây này. Đấy, đây là địa bàn thôn Chạy Cầu, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam nhá các bạn nhá. Đây các bạn này, đây là cách bờ mấy mét đấy các bạn. Đây này các bạn nhá, sát bờ luôn này các bạn nhá. Đó, đây là sát bờ luôn này, tôi truyền hình trực tiếp luôn này các bạn nhá. Đó, đây là các bạn này, đây 25 mét, đây này 25 mét, đây này. Woo, đây là mấy mét, đây là mấy mét, đây nha các bạn nhá. Đó, đây này, rất chi là gần luôn này. Đấy, đây nhá, đây này, hôm nay tôi vừa ra Bắc Giang về xong rồi, chúng lại tiến sát bờ này các bạn nhá. Đó, đây này các bạn nhá, đây này các bạn nhá, 25 mét này, 25 mét này, tiến sát bờ luôn này. Đó, đây này, đây nha các bạn nhá. Tiến rất chi là sát bờ luôn nhá. Đây nha các bạn nhá, tôi truyền hình trực tiếp luôn này. Đấy nhá, tôi ra thì chúng mới đánh ra nha các bạn nhá. Tôi ra chúng đánh ra chứ không bình thường, chúng không bao giờ đánh ra nha các bạn nhá. Đấy, đây này, các bạn nhìn thế này. Đây nha các bạn này, đây rất chi là gần luôn này. Rất chi là gần luôn. Đó, đây này, chúng dùng vòi rồng luôn này các bạn ơi. Chúng dùng vòi rồng luôn này, chúng dùng vòi rồng luôn này các bạn ơi. Đó, đây nhá, thực tế luôn nhá, dùng vòi rồng luôn này, dùng vòi rồng luôn nhá, dùng vòi rồng xịt tôi luôn này các bạn này. Đó, thấy tôi quay chúng nó dùng, chúng xịt vòi rồng luôn này. Đó, đây nhá các bạn, chúng dùng vòi rồng chúng xịt tôi nhá các bạn nhá. Chúng không sợ, chúng không sợ đâu nhá, chúng dùng vòi rồng chúng xịt tôi luôn đấy, không khác gì Trung Quốc nhá các bạn nhá. Đấy, đấy, chúng dùng vòi rồng chúng xịt tôi luôn này. Kia còn một cái sát bờ luôn kìa các bạn nhá. Đó, đây này, kia còn một cái húc thẳng bờ luôn kìa các bạn nhá. Đấy, ngày nào tôi cũng phải xua đuổi bọn cát tặc này nha các bạn nhá. Ngày nào tôi cũng phải xua đuổi bọn cát tặc này các bạn nhá. Đó, chứ không phải không các bạn nhá. Đấy, chúng còn dùng vòi rồng chúng xịt tôi nhá. Chúng còn dùng vòi rồng chúng xịt vào người tôi luôn các bạn nhá. Đó, tôi không chạy thì chắc chắn là sẽ ướt hết nhá các bạn nhá. Rất chi là nguy hiểm, rất chi là manh động nhá các bạn nhá. Đấy các bạn này, thử hỏi công lý ở đâu, pháp luật ở đâu. Đó, đây này, ngày nào chúng cũng hút nhá, ngày nào chúng tiến sát bờ nhá các bạn nhá. Đó, ngày nào chúng cũng tiến sát bờ luôn. Đây các bạn này, đấy, chúng còn dùng vòi rồng chúng xịt tôi nhân các bạn nhá, chứ không phải không.
chúng cắm hẳn vào bờ luôn nhá. Đó. Còn đây nữa này, con tàu này nhá. Con tàu này rất chi là manh động luôn nhá, con tàu này rất chi là lộng hành luôn các bạn nhá. Đó. Thật sự con tàu này rất chi là lộng hành luôn các bạn nhá. Đấy, chúng dùng vòi rồng chúng xịt tôi luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Đây nha các bạn. Tôi ra tôi bảo nhá các bạn nhá. Chúng dùng vòi rồng chúng xịt tôi luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Tôi sẽ đưa hình ảnh này lên để cho các bạn thấy được sự hung hãn của các cát tặc nó như thế nào nha các bạn. Đấy. Tôi sẽ đưa hình ảnh lên xem chúng hung hãn như thế nào nha các bạn. Mong các bạn là chia sẻ rộng rãi nhá để cho nhiều người biết đến nha các bạn. Đấy, mong các bạn chia sẻ rộng rãi nhá để cho nhiều người biết đến nha các bạn. Đấy, chúng tiến ra ngoài kia cả các bạn nhá. Đó, chúng tiến ra ngoài đấy nhá. Không có người tí chúng lại tiến vào nhá các bạn nhá. Đấy. Ngày nào tôi cũng phải xua đuổi các bạn nhá. Chúng để cho tôi ăn không ngon ngủ không yên nhá các bạn. Đấy. Ngày nào chúng cũng khai thác trên dòng sông này các bạn nhá. Ngày nào chúng cũng tiến sát bờ luôn các bạn nhá. Đấy chứ không phải không. Đấy, có gì diễn biến mới nhất thì tôi sẽ trực tiếp cho các bạn xem nha các bạn nhá. Đấy. Thì các bạn mong các bạn chia sẻ rộng rãi để cho càng nhiều người biết đến nha các bạn nhá. Thì cảm ơn các bạn rất chi là nhiều. Đấy, mong các bạn chia sẻ rộng rãi nhá. Các bạn chia sẻ rộng rãi cho giúp tôi nhá. Để cho mọi người biết đến là cát tặc nó hoành hành lộng hành như thế nào nhá. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 năm 2019 nhá. Địa điểm tôi quay là thôn Trại Cầu, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhá các bạn nhá. Bờ sông thôn Trại Cầu, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang các bạn nhá. Ngày mùng 7 tháng 12 năm 2019 các bạn nhá. Đó. Buổi chiều luôn nhá các bạn nhá. Bây giờ hơn 12 giờ trưa nhá các bạn nhá. Thì giờ vắng vẻ nhất thì chúng tiến vào sát bờ nha các bạn. Đó. Mong các bạn chia sẻ rộng rãi nhá. Cảm ơn các bạn rất chi là nhiều.